Hà Giang kính chào quý khán giả. Mở đầu bản tin trưa nay là phần tóm lược các tin chính. Hai phóng viên chết trong vụ chính quyền Ai Cập đàn áp ở Cairo. Ít người ở Orange County có đủ sức mua nhà. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ chống việc hợp nhất giữa American Airlines và US Airways. Tình trạng khủng hoảng giới tính đưa tới việc Manning tiết lộ hồ sơ bí mật. Sau đây là phần tin chi tiết. Một chuyên viên quay phim của đài truyền hình Sky News Anh Quốc và một nữ phóng viên nhật báo Gulf News ở Dubai đã bị trúng đạn chết trong vụ Ai Cập đàn áp phe đối lập ở Cairo hôm thứ Tư. Ông Mick Dean, 61 tuổi, chuyên viên quay phim làm việc cho Sky News từ 15 năm nay, trúng đạn bị thương nặng và đã chết sau đó khi được đi cấp cứu. Nữ phóng viên Habiba M. Abid Lizzie, 26 tuổi, phóng viên của tờ Gulf News và Express ở Dubai, cũng bị tử thương trong vụ đàn áp này. Chính quyền lâm thời Ai Cập do phái quân nhân yểm trợ đã điều động lực lượng an ninh đến đàn áp phe ủng hộ Tổng thống Mohamed Morsi bị quân đội lật đổ từ ngày 3 tháng 7 vừa qua. Sau nhiều lần đưa ra lời cảnh cáo, nhưng những người biểu tình ngồi trước ngôi đền Hồi giáo Rabah Aidiwa không chịu giải tán. Và hôm thứ Tư, quân đội và cảnh sát Ai Cập đã dùng tới vũ lực có máy ủi đất, xe thiết giáp yểm trợ, bắn hơi cay và nổ súng gây nhiều thương vong. Theo Hội chuyên gia Địa ốc California, trong tình hình giá nhà tăng hiện nay, chưa tới 25% gia đình ở Orange County có đủ sức để mua một căn nhà với giá trung bình trong quý 2. Đây là một sự sụt giảm đáng kể so với năm ngoái, khi mà một trong ba gia đình có thể đủ điều kiện để vay nợ mua nhà. Hội chuyên gia Địa ốc California cho biết chỉ có khoảng 23% các gia đình có thu nhập tối thiểu hàng năm là 126.000, một con số tối thiểu để hội đủ điều kiện mua một căn nhà với giá trung bình hiện thời là 660.000. Tuy nhiên, các chuyên gia Địa ốc Việt Nam lại không hoàn toàn đồng ý với nhận xét này. Đa số nói rằng nhà bây giờ tuy khó mua nhưng không phải là không thể mua được. Và nếu ai có tiền đặt cọc nhiều hơn 20% thì xác suất mua nhà sẽ được khả quan hơn. Orange County là nơi ít có giá nhà thấp tại miền Nam California. Ngoài ra, một số quận hạt trong tiểu bang này thậm chí có giá nhà còn cao kinh khủng như Santa Barbara, San Francisco, Marin County và San Mateo County. Bộ Tư pháp Liên bang Hoa Kỳ hôm thứ Ba loan báo đã kiện lên Tòa án Liên bang District of Columbia về kế hoạch kết hợp của hai công ty hàng không American Airlines và US Airways chiếu theo luật antitrust. Ông Bill Bayer, phụ tá Bộ trưởng Tư pháp phụ trách phân bộ chống tổ hợp độc quyền, nói rằng sự kết hợp của hai công ty này sẽ làm giảm sự cạnh tranh thương mại, khiến hành khách có thể phải trả vé mua máy bay đắt hơn và trả thêm tiền cho các dịch vụ gửi hành lý và giữ chỗ. Ông Bayer cho biết hiện nay tại phi cảng Ronald Reagan Washington National Airport, US Airways được dành cho 55% và American Airlines 14%. Như vậy, nếu được kết hợp, hai công ty hàng không này sẽ chiếm tới 69% hoạt động hàng không thương mại tại đây. Trong thập kỷ đầu của thế kỷ, nhiều công ty hàng không đã kết hợp lại và hậu quả là hành khách phải chịu thiệt thòi vì giá vé tăng lên. Trước năm 2005, có 9 công ty hàng không Hoa Kỳ, hiện nay xuống chỉ còn 5 công ty mà thôi. Một chuyên gia tâm lý quân đội nói rằng khủng hoảng tinh thần vì vấn đề giới tính và phải làm việc trong một môi trường không thích hợp đã đưa Bradley Manning tới hành động sai trái. Đại úy Michael Worsley trình bày trước tòa án quân sự hôm thứ Tư xác định rằng binh sĩ Bradley Manning có thiên hướng nữ giới và hoàn toàn không phù hợp để làm việc ở mặt trận là nơi mà nam tính ngự trị. Ông cũng phàn nàn rằng nhiều cấp chỉ huy quân đội không hiểu hoặc có quan niệm gạt qua bên vấn đề tâm thần của binh sĩ dù có lời yêu cầu của bác sĩ. Các luật sư của Manning lập luận rằng lẽ ra không thể để thân chủ của mình phục vụ tại mặt trận với công việc trách nhiệm phân tích tin tình báo. Phiên tòa quân sự ở Fort Meade gần Baltimore được bảo vệ an ninh rất chặt chẽ. Chỉ có 46 phóng viên quốc tế và 78 người được vào phòng xử.
Hiện Manning đang đối diện với án phạt có thể lên tới 90 năm tù và sẽ ra trình bày trước tòa vào buổi chiều thứ tư. Bản tin buổi trưa đến đây là tạm hết. Hà Giang chào tạm biệt quý khán giả. Nhật báo Người Việt cung cấp cho bạn tin tức về thế giới xung quanh. Phóng viên và thông tín viên người Việt khắp mọi nơi mang đến cho bạn tin tức mới nhất, chính xác nhất và cần thiết nhất. Tòa soạn Người Việt, nơi quy tụ đội ngũ phóng viên đông đảo, yêu nghề theo sát tin tức, thu gọn thế giới và trao đến độc giả mỗi buổi sáng. Nhật báo Người Việt và Người Việt Online là chiếc cầu nối giữa độc giả và giới doanh nghiệp. Số phát hành lớn nhất, quảng cáo hữu hiệu nhất, giao vặt phong phú nhất. Người Việt, nhu cầu tinh thần không thể thiếu. Mọi liên lạc xin gọi 714-892-9414, 892-9414.